Hôm nay 19 tháng 3, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triển khai kỹ thuật xạ trị mới, rút ngắn thời gian chờ đợi xuống hàng chục lần cho người bệnh. Đó là kỹ thuật xạ trị định vị thân SBRT trên một nam bệnh nhân ung thư đầu cổ với sự tham gia của ba đơn vị đồng thời ứng dụng cùng lúc kỹ thuật này là khoa xạ 3, khoa xạ 1 và bộ phận kỹ thuật phóng xạ. Bệnh nhân được chỉ định xạ trị SBRT là một nam bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vòm hầu đã điều trị tái phát tại chỗ. Trong sử dụng kỹ thuật SBRT, bệnh nhân được xạ trị ở tư thế bình thường với những cử động sinh lý quan trọng như nhịp thở, nhịp tim, chuyển động của bụng, tưới máu mô nên vẫn đạt mức độ chính xác và hiệu quả xạ trị cao hơn so với những kỹ thuật xạ trị trước đây. Bên cạnh đó, liều xạ trị mỗi lần thường rất cao, tập trung vào bướu nên ít ảnh hưởng đến mô bướu lành xung quanh với tiên lượng điều trị hiệu quả cao, ít biến chứng. Tuy nhiên, kỹ thuật được chỉ định cho những trường hợp bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và trường hợp tái phát có kích thước bướu nhỏ.